Mình chiều nay xin chào tất cả mọi người nha mọi người. Một buổi chiều nha mọi người. Chiều nay thì mình ra thăm lại cái hè vườn kiểng của mình sau nhà. Thì mình kiểm tra mấy cái mắt ghép của cái cây tùng kim cương đó mọi người. Mình có một hàng tùng kim cương hồi xưa mình trồng một chút xíu gì đó mà bây giờ to vậy nè. Thì mình bắt đầu chiết những cái nhánh to ra mọi người. Thì cái loại này nó vẫn dăm cành được nha mọi người, nhưng mà mình lại thích chiết hơn, tại chiết cây nó mau lớn hơn. Với mình cũng không gấp để mà phải dăm ra làm gì. Mình cũng định là kinh doanh loại này, nhưng mà chắc mình là sẽ chiết nha mọi người. Thì mấy lần trước mình chiết rất là thành công luôn mọi người. Mình chiết nhiều loại lắm rồi, chiết cũng nhiều lần á. Dăm thì nó cũng lên mà tỷ lệ lên nó thấp lắm mọi người. Nó thấp hơn là chiết, chiết thì chắc chắn hơn đó. Bông tán rất là đẹp luôn mọi người. Mình trồng thì bây giờ lá nó nhỏ luôn á, mình trồng thả đất. Thì hôm rồi thì mình chiết rất là nhiều. Thì lúc đó là trời tối nha mọi người. Thì hôm nay mình phát hiện có một nhánh nó bị khô đây mọi người. Đó mọi người thấy không? Nó bị khô rồi. Và mình nghĩ khả năng này là lỗi ở mình nha mọi người. Là do mình chiết nhiều lần á. Hồi xưa mình chiết hoa hồng, mình chiết loại này loại kia á, thì cũng có chết nhưng mà mình không để ý. Thì sau này mình coi lại, mình thấy cái clip đó là người ta sẽ sát khuẩn dụng cụ chiết, tức là sát khuẩn con dao mọi người. Với lại sau khi người ta rạch vỏ thì mình sẽ phải là sát khuẩn cái vết cắt đi. Nhưng mà riêng mình thì hôm đó mình làm tối với từ nào giờ mình không có sát khuẩn mọi người. Mình thấy là không cần thiết. Nhưng mà bây giờ nó có hậu quả rồi nha. Là cái nhánh này nó chết rồi. Giờ mình nghĩ khả năng là nó bị nhiễm khuẩn đó mọi người. Tại vì nó bị khô từ từ. Một là nhiễm khuẩn, hai là cái vết cắt của mình nó không ngọt, hoặc là mình đã cắt phạm nó đi rồi. Đó. Nó cắt phạm nó đi rồi. Nhưng mà mình cắt tới, mình bầu tới 20 mấy cái thì chỉ có một nhánh này nó chết thôi mọi người. Nên mình nghĩ khả năng là nhánh này nó bị nhiễm, nó bị nhiễm khuẩn đó mọi người, nên nó chết nè. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có khả năng do cái giá thể của mình đó mọi người. Mình xài cái sơ dừa á, mình không có xử lý, mình chưa kịp xử lý á, mình đem mình bó vô luôn, nên là nó bị nhiễm khuẩn nó chết nha. Thì chỉ có chết một nhánh thôi mọi người, nhưng mà cũng hơi tiếc, tại trồng được nhánh đó cũng lâu lắm á. Thì sau này để mình khi cắt thì mình sẽ sát khuẩn đi nha mọi người. Mọi người chiết cũng nên sát khuẩn nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người làm viện nhiều niềm vui nha mọi người. Vườn luôn xanh tốt nha. Đây là cây đẹp nhất của mình đây mọi người. Xin chào tất cả mọi người.